Vâng, Hội Quý Mão 1963 Bắc Giang xin gửi lời chúc sức khỏe đến toàn thể các mưu vàng toàn quốc. Và sau đây mời các bạn đến thăm quê hương Bắc Giang tôi qua đèn điệu Bắc Giang một khúc ân tình. Văn hiến ngàn năm quê hương anh hùng.